Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay Trần xuống nhận được một cái xe chạy đại gia tặng. Thì trời mưa đổ bất chợt dẫn đến là cái xe của Trần xuống nó lăn ra đường luôn. Trần xuống phải bò lê bò lết đỡ cái xe lên lận quý vị ơi. Nhìn thảm cảnh không? Trần xuống quá trời quá đất luôn nè. Trần xuống bây giờ là đại gia của những chiếc xe quý vị ơi, 3-4 xe luôn. Quá khách vô chào khách nè, chào khách nè, chào hoa hậu coi nè, chào nè. Đó, đi một vòng các bước chào nè. Chú ơi, chú bữa nay em thấy cái xe của anh đẹp chưa? Không còn chiếc xe bên kia giờ là bỏ mình mưa luôn. Cầm chống không? Sướng không? Hôm nay bán nè, đó là cầm chống. Chống. Anh mua hai cái đinh cút anh đóng vô. Mua hai cái đinh nhỏ đó móc vô. Mà lấy một cái súng với hai viên đạn của mày bán vô. Không có tưởng tượng nè. Đóng đinh. Hát bài nghe coi. Hát bài trời mưa nè. Trời ơi, xe mưa giông đi. Trời mưa tầm tã luôn quý vị ơi, ngày hôm nay Trần xuống bán được 1.000 ly nước cam. 1.000 ly rồi 900 ly. Hôm nay bán hết là cầm chống đây. Đó. Đây là 200. 200 luôn hả? Nói đó, nói nghe được nói vậy nha. À 300. Quay cái kia chứ ngay thằng tài đỡ ta vô hẻm kìa. Nó chạy vô hẻm bán cái kia mày không được. Kiểu nó chắc thay cái bánh mới á Trọng, bánh to hơn xíu á, bánh thì bánh xe nè, bánh bên kia nữa không, nó to mà nó chắc đây là rất đẹp luôn. Rồi cảm ơn cô Mạnh Quân chưa, cô đã mua cho con chiếc xe buôn bán. Con có 3 triệu bán không? 3 triệu bán. Con định ít nữa rồi con bán lại cho người ta. Đừng có bán lại cho người ta nha. Dạ. Có bán không? Dạ không. Có thêm nhiều nè. Ồ, đó đó cho đóng luôn. Đóng mình nhẹ thôi nha. Để mình nắng vô thôi à. Và đó là hot boy. Hot boy quận 8. Quên hot boy quận Bình Tân. Ê Trọng ơi, chủ mày cũng có bán nước ngọt mà bán nước ngọt sao được Trọng? Bữa có bán coca mà. Vậy hả? Ăn đi. Dạ, nhường lại cho Trọng sống bán đó. Sức dụng như này đẹp rồi. Để cho Mạnh nó thiết kế cho. Được nha, dạ lên được. À, nhân đây thì Bình Định cũng nhận bút kinh cho Trọng sống để quảng cáo nước ngọt nha cả nhà. Bây giờ thay mặt Trọng sống Bình Định nhận là quản lý luôn. Trọng xô. Không, cho nó vừa 2 mấy chứ đừng có chung với lại coi coi. Rồi, mưa quá trời mưa nè, cái miệng thoáng to lên nó ác cái tiếng mưa luôn. Trời ơi, mưa là mưa luôn. Mưa sậm nổ. Đạo, giờ ta nhận là quản lý mà để ta bút những cái thương hiệu tôi quảng cáo mấy sản phẩm nước ngọt nha. Mấy sản phẩm quảng cáo là 5 triệu. Thấy nó nhượng quyền quá vậy, thấy ghét không? Những quen á. Những quen mà kiểu đó ra thầm thú thiên chết mà. Nếu bạn thất bại không cho cả thiên được rồi ơi, mưa tầm tã luôn, cái miệng phải to nó lắng ác cái tiếng mưa luôn quý vị. Và đây là đội ngũ háo hức nè. Quá trời YouTuber luôn quý vị ơi. Ê, đưa cho cha con nhanh lên. Trần xuống bữa nay mua xe xịn sò luôn. Vui không Trần xuống? Cảm ơn cô nghe đã mua cho con được chiếc xe này đó.
đẹp không? Dạ đẹp luôn. Nhưng mà không phải cảm ơn tôi chứ, tôi đi lựa mà. Cảm ơn Nang Ca nha. Ngon hơn. Dạ đẹp quá. Trời ơi, chưa cúng xe gì hết mày lo mà trưng bày bán đâu mày. Ủa sao bữa nay không đeo khẩu trang của sếp? Để chút kêu sếp cởi qua giùm. Vậy hả? Sếp đang bận rồi. Bận. Xe này tài trọng nó vừa dọn xong chuẩn bị mưa quý vị ơi. Đây là bé Tú Linh nè, bữa nay sông môi ngựa dữ trời. Đó sông môi đó. Có đâu hả? Không có, mưa người ta đòi sẵn rồi đấy ơi. Cái đồ con heo mà. Cái xe ra mất rượu rồi. Không biết nữa. Cái xe ra để cho nó đẹp thôi chứ hơi bất tiện, nó nhỏ. Xe này bày đây có sợ bị đô thị bị xử lý không? Cái xe này anh phải dò vô mấy này nè. Ở ngoài này đông á. Đúng rồi đó. Đó. Mệt đấy. Đô thị á. Ông trong túi chú có nè, khui giùm chú ơi. Túi lớn. Nếu làm sống hôm nay mở hàng bằng cái xe mới quý vị ơi. Thôi đừng có dọn nữa, ông trời ông đái đâu kìa. Mưa rồi. Trời xa mưa giông. Con buồn, con phải nghe nhẹ. Nước lạnh lùn ở một dòng sông. Thôi đừng có dọn nữa Trạm ơi, trời chuẩn bị đổ mưa mấy con rồi. Dọn ra nên dọn vô nữa. Muốn xài bò như này á, anh đi mua một cái loại mà keo đánh bóng CPU á, anh quét vô để cho nó giờ không bị mất mòn ăn với lại nó bền hơn. Tại hồi nãy có cái xe mà nó đánh sẵn thì nó mất tiền lắm. Trời ơi, để nó bán xe đây cũng được, để nó ổn định rồi mua xe này, trời nó nhỏ nó mất tiền đúng không? Nó đâu có tiền đâu. Hay xuất sắc luôn. Được đó. Cảm động. Hôm nay là tiền mua có nước có tiền nè. Mà làm bếp này sẽ không có tiền nữa nha. Xe đẹp rồi giờ. Có nước ngọt luôn. Có nước ngọt nữa anh em ơi, gỡ này ra. Ở cái ly đó mới mua hả? Dạ. Ly nhỏ 10.000 đó quý vị. Nó bán này sao quay trời. Nó bị phức á. Nè anh thọt vô vậy nè nó không hả? Giống người khuôn mặt của mày quá. Cái gì vậy? Ô. Đó, mua nước ngọt ở chân này nè, nước ngọt ở chân chân này nè. Ủa sao có bán nước ngọt nữa, quán cơm có bán nước ngọt mà. Đó. Mày kiểu này chủ quán cơm đuổi mày rồi. Quán cơm có bán nước ngọt, tự nhiên mình bán nước ngọt. Tốt con heo à.
Rồi cái đàn bập nó thích lắm á. Ừ. Đây là vị ăn nhân của Trạm Sốt. Hy vọng đừng có bóc phốt cho mày. Không, cái này nè. Cái xe này bỏ ở đây nè, bỏ mấy ly xuống đi. Chiếc xe này sẽ tạo nên tên tuổi của Trọng Súng. Bỏ thương hiệu vô đi, ta đâu quảng cáo nước ngọt đâu. Xây xây cho nước ngọt vô hết. Ủa sao nó lớp vậy ta? Quá xịn. Đó là những kênh hay quay Trọng Súng nè. Có gì kiện là kiện chung nha. Đúng rồi. Đồ đẹp quá trời luôn. Đi xì không? Đâu nói vào đó luôn thấy không? Làm như phủ đó hay gì. Ừ. Tiếc rồi. Trọng Súng đang cạnh tranh lên bên bà ngoại nè. Ông qua bà ngoại khai trương Linh Đình quá hả? Dạ. Ô, cái này gì ta? Đá mè, cái đó làm đá mè đó. Có đá mè luôn mấy anh em ơi. Cà đào. Cái này làm gì? Kêu đồ nãy đâu mà lấy cái đồ này. Ở dưới cái thà cho nó hết đi. Đó trà đào phải mua thạch đào về làm. Cái đó để từ từ đi. Chuẩn bị mưa. Chuẩn bị mưa đó. Mưa rồi đó. Rồi. Ủa nghe nói mày mà nhượng quyền thương hiệu 2 tỷ hả? Làm số. Để cái bản nhượng quyền thấy mất ứa. Nó sống ảo mà cố luôn nhượng quyền nữa chứ. Ê, anh Trọng hỏi thăm chuyện đi. Rồi rồi. Hôm qua nay anh có nhượng quyền cho ai chưa? Có nhượng quyền cho anh rồi đó. Không, mà em thấy có người lấy thương hiệu của anh rồi đó. Ai vậy? Ai vậy? Anh thử đón đi. Ai lấy vậy? Không gì đâu. Cái chị nào bán cửa cao cho anh đó. Ờ. À, anh nhượng quyền luôn hả? Đâu có. Vậy sao chứ em thấy bà bán là đồ đường đằng kia rồi đó. Ờ, cam em đưa cho chị bán á. À. Rồi bán có lấy lời không? À, không rồi để cho chị ra cho gấp. Mưa rồi quý vị, mưa to rồi quý vị ơi. Trời mưa làm chi? Trời mưa làm gì? Mình mưa quá trời mưa luôn quý vị ơi. Mấy giờ rồi ta? Chừng giờ hôm qua đó. 5 phút 3 đồng hồ. Ủa, cái đồng hồ chị Linh cho đâu vậy? Ở sao sao. Đeo theo để chị theo chị. Mưa lại mưa lại. Không trời càng đập anh chậm. Nó to. Cái kiểu mà đóng cái xe kia cũng ok hơn á. Đúng không? Cái này thì nó đẹp. Không, cái kia đổi, thay cái đổi ok, bánh nó to hơn. À.
đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi tôi 15 con phải trời mưa to quá trời ơi trời trời mưa là chạy cái đây đem 40.000 mưa cam ra trời mưa cái dù mà phải mua 4 dù đứng vẫn đứng đây nè. Trời ơi, cái mặt tiền cam cái nhỏ này bỏ dấu cắt này tí ghét chứ còn bỏ cái mặt tiền vậy đó sợ luôn. Sao ta? Mưa quá trời mưa quá vậy ơi, mưa to quá. Của con ở kệ đi. Kệ mẹ nó đi bà bác ơi. Một đống bùi nhùi của con đó, trời ơi mà lấy gì vậy? Kệ nó luôn đi. Phụ đời lắm á. Mà trồng cái đâu mà vô thứ trọng. Ê, tối nay đi ăn ốc không trọng? Ăn ốc hả? Anh ăn đi. Hôm nay rửa xe nha. Rửa xe luôn. Cái này là coi. Đây cái đó của tôi. Cô tặng anh. Bằng ông á. Cảm ơn thanh chị. Để cho nó chết luôn uống gì thông vọng vậy. Còn em còn đá đây. Cầm súng rồi. Cái gì? Trời mưa ế rồi. 15. Rồi bán đi xin cam. Không có. Trả tiền. Rồi trả tiền hả? Trời ơi. Thay vì một bao đá lấy một ly nước cam đi anh. Thì kia mấy tròn ly vậy chứ không giúp được. Mấy tròn ly mấy cả. Trời ơi. Trầm súng nó có số hưởng quý vị ơi. Trầm súng ơi, mày được chị đại gia tặng về một có một số người chắc tức ói máu chết quá. Mấy người tức ói máu chết là ai vậy anh? Là người ta đó, những người ghét mày đó. Giường lỡ người ta chất ói máu là sao trời? Mưa ơi. Mưa quá trời mưa luôn quý vị ơi. Giờ dư xe làm gì trời cho tao đi. Ô giọt vô. Giọt đi ông nội đưa rồi. Người ta nói này nè. Tính ra chiêu nghỉ cầu từ tử cũng có hiệu quả đó. Ê tủ trầm xuống cầu mưa sao trầm xuống. Dọn đi. Phải thay cái bánh bự á, bánh nhỏ đợi nó không được nhanh. Bánh bự như bánh xe kia nè. Cái bánh là thì mấy ngày chắc là nó luôn. Mưa to quá cả nhà ơi, mưa kiểu này là sụp nụ rồi. Mưa quá là mưa quý vị ơi. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Giáo Viên cho cả nhà ơi. Bye bye.